Tết Nguyên Đán năm nay, Beyond sẽ sở hữu cho mình một bộ trang phục bậc tân xuân, đó là Beyond Kình Thiên Long Kỵ. Đây là một bộ trang phục được chuyển giao song sinh với bên Vương Giả Vinh Diệu về Liên Công Mobile. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau vào trong game để trải nghiệm hiệu ứng của bộ trang phục này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có hoạt ảnh đặc biệt khi bộ trang phục này di chuyển và khi bộ trang phục này đứng yên. Kình Thiên Long Kỵ có màu sắc chủ đạo là màu cam đỏ và tạo hình của chú rồng với màu cam đỏ này cực kỳ là máu chiến. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau vào hiệu ứng chính của bộ trang phục này. Hiệu ứng đầu tiên chính là đòn đánh thường. Ở đòn đánh thường thì khi mà quất một người chúng địch sẽ có thêm khói lửa xuất hiện này. Đồng thời thì khi Beyond sử dụng nội tại sẽ có hiệu ứng giống như là đang cắm cờ lên người tướng địch. Kế tiếp thì chúng ta sẽ có hiệu ứng chiêu thức đầu tiên. Tương tự như Valorant, skin này của tướng Beyond sẽ được mở bán với giá là 1.200 quân huy. Và chúng ta sẽ chỉ mở bán giới hạn từ ngày 12 tháng 2 cho đến ngày 29 tháng 2. Sau đó sẽ khóa lại và các bạn sẽ không thể mua được nữa nha. Kế tiếp là hiệu ứng chiêu thức thứ hai. Ở chiêu thức này, Beyond sẽ có 3 lần lướt. Với 2 lần lướt đầu tiên sẽ xuất hiện vuốt rồng, còn ở lần lướt cuối cùng sẽ là cả chú rồng. Và ở mỗi lần lướt, Beyond sẽ được thay đổi vũ khí khác nhau. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau đến với hiệu ứng đẹp nhất của bộ trang phục này, chính là chiêu thức cuối cùng. Ở chiêu thức này, Beyond sẽ cưỡi lên mình chú rồng và mỗi một lần tăng tiến, mỗi lần tăng tốc thì đầu rồng sẽ có thêm lửa xanh xuất hiện. Và khi đạt đến điểm giới hạn hoặc khi chạm vào người tướng địch thì lần nổ tạo ra chú rồng bao quanh ở người của Beyond cực kỳ là đẹp. Và cuối cùng chúng ta sẽ có hiệu ứng biến V của bộ trang phục này. Đây cũng chính là toàn bộ hiệu ứng của bộ trang phục Beyond Kình Thiên Long Kỵ. Các bạn nghĩ sao về bộ trang phục này? Cũng như là các bạn thấy cái giá 1.200 quân huy có xứng dành cho bộ trang phục này không? Thì hãy bình luận cho mình biết với nhé. Còn mình là IcyFox, đừng quên thả tim và follow kênh của mình để xem thêm nhiều bộ trang phục khác nữa nha. For the Wu Hook, come to pacify the four corners. First blood to the skilled in.